Và ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời ông Hoàng Minh Ngọc, đại diện cha mẹ học sinh khối lớp 5 sẽ lên có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa ban giám hiệu trường tiểu học Lam Thành cùng toàn thể các giáo viên, các bậc phụ huynh và các em học sinh. Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả các thầy cô đã bao nhiêu tâm huyết nuôi dạy con của chúng tôi đến ngày hôm nay tốt nghiệp ra trường. Trong cái bối cảnh là một người cha hôm nay đến dự một cái lễ bế mạc, lễ ra trường của các con lớp 5, thực sự tôi cảm thấy rất là có một cái tâm trạng bùi ngùi. Tôi nhớ lại những cái ngày đầu mà khi mà tôi đi tìm trường cho con, tôi liệt kê khoảng 10 cái trường được gọi là có tên tuổi của Hà Nội. Và tôi đã đi đến từng trường, tôi xem, tôi rất kỹ về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chất lượng giáo dục, lịch sử nó như thế nào. Sau khi về tôi so sánh tất cả các trường và tôi thấy rằng La Thành là một cái ngôi trường rất là tốt, có một cái lịch sử lâu đời, có một cái sân trường, những cái cây cổ thụ, cơ sở vật chất rất là tốt. Và tôi quyết định là chọn trường La Thành là cái nơi mà con tôi theo học. Và quả nhiên là trời thì không phụ lòng người, khi mà con tôi vào đây học thì tôi thấy rằng là các cô giáo ở đây rất là nhiệt tình. Qua cái ánh mắt, từng cái cử chỉ dạy dỗ của các cô dạy các con từ nét chữ đầu tiên rất là cẩn thận, yêu thương. Tôi thấy ở các cô một cái sự say mê, yêu nghề nghiệp, thương con trẻ và đã tạo ra một cái chất lượng giáo dục thật là tuyệt vời. Cháu lớn nhà tôi sau khi học xong La Thành sang cấp 2 rồi đến vào cấp 3, cháu dự thi trường Kim Liên, là một cái trường tôi nghĩ là số 1 của thành phố Hà Nội. Và cháu đã thừa 5 điểm trong cái kỳ thi vào trường Kim Liên. Năm nay cháu hết lớp 10 thì cũng được hơn 9 phẩy tổng kết ở trường Kim Liên. Và ngày hôm nay thì là cháu bé nhà tôi là hết lớp 5. Và tôi thấy rằng là so với tất cả những cái trường tên tuổi thì cháu có chất lượng học cũng không kém gì ai cả. Và cũng tự tin để đi thi các cái kỳ thi của thành phố. Đấy. Thì qua đó thì tôi thấy rằng là ở đây là một cái môi trường đào tạo cực kỳ tốt. Và một lần nữa tôi xin thay mặt ban phụ huynh của trường tiểu học La Thành xin có lời gửi lời gọi là tri ân, biết ơn sâu sắc đến tập thể lãnh đạo, các cô giáo, thầy cô giáo đã dạy dỗ con cái của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Và lần cuối cùng tôi xin chúc tất cả các thầy cô giáo thật dồi dào sức khỏe, luôn luôn sáng suốt, tìm ra đâu là mắt xích trung gian, đâu là nấc thang hợp lý, đâu là nhịp cầu thích hợp, luôn luôn đưa ra được những cái cải tiến đột phá để đưa cái chất lượng uy tín của trường tiểu học La Thành ngày một vươn cao. Và đây là một cái địa chỉ, một cái trường học mà các phụ huynh phải khao khát con mình được học theo học của trường tiểu học La Thành. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Sau đây tôi xin mời phụ huynh, các phụ huynh của khối lớp 5, 5B, 5C đến đây cùng với tôi để có cái bó hoa và một số món quà kỷ niệm với nhà trường. Xin mời các bác phụ huynh. Và tôi xin mời đại diện của ban lãnh đạo nhà trường để lên đón nhận cái sự biết ơn tâm ý của chúng tôi. Dạ, và thank you.
Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, các con học sinh thân mến, bánh xe thời gian cứ lặng lẽ quay đều, thấm thoát 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, rồi 5 năm lại khép lại với bao kỷ niệm, bao hoài bão, bao ước mơ. 5 năm, một quãng thời gian không dài, nhưng đủ để chúng ta với biết bao kỷ niệm, bao vui buồn bên mái trường, thầy cô, bạn bè. Và hôm nay, chúng ta đang được chứng kiến những sự thay đổi, đổi thay của nhà trường, từ cơ sở vật chất đến trang thiết bị, sự đáp ứng của các thiết bị dạy và học, sự nhiệt tình giảng dạy của các thầy cô giáo. Và dưới mái trường này, với sự tận tụy, với lòng yêu thương của thầy cô, các bạn học sinh khối lớp 5, chúng ta đang dần biến những ước mơ của mình trở thành hiện thực. Và hôm nay, chúng ta đang nhìn trên sân khấu, đó là một tiết mục văn nghệ tri ân các thầy cô giáo của các bạn học sinh khối lớp 5. Chúng ta hãy dành một tràng pháo thật lớn để đến với tiết mục Mình cùng nhau đóng băng. Trước giây phút chúng ta chia xa, thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình vừa trải qua, bạn đừng khóc mà, bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Là chưa hôm nào đến lớp sáng nhưng hôm nay trời nắng nhẹ, êm đềm, gió lay. Là cảm xúc khó nói chi biết bạn có nhớ đến lớp lớp bỗng bị kiểm tra.